Ok, thì hôm nay mình sẽ bung thử một em motor này chứ. Và bên trong nó thử thách nó ra sao này. Thì đây là motor của Đức, 24V 3 ngày 150 vạn phút. Thì cái này nó cũng to, đường kính của nó nhiều, tính của nó là 48 này, hơn 48 tí, 48 rồi, dài khoảng 12, 11.6, cầm nặng tay lắm. Mình cùng nhìn tháo bên trong nó có gì, độ hoàn thiện của nó tới đâu. Này cái motor này cũng sản xuất được lâu lắm rồi, tháo trong cái máy kia ra, máy này cũng vài chục năm tuổi. Chắc cũng 20 năm, tầm mười mấy 20 năm trong đấy. Nó có hai con vít ở đây, tháo là lấy ra được rồi. Bây giờ cầm rút ra. Em nói đây, con này nó chạy trục đưa lên đưa xuống, trục vít me của nó thì nó hoạt động khá là ít nha, vừa như chỉ ngắm chạy thôi, chạy thang còn dày. Đồng được đổ một lớp keo đem trục. Thì hôm qua mình có tháo thêm một em nữa, nó đây thì em nay chạy nhiều hơn thì nó mòn hơn tí, thì em này cũng na ná trong 3.000 vòng. Mình đi. Nói chung cầm cái motor là thấy thích nữa, đầm tay, hai bạc đạn lớn này, đạn đầu và đạn đuôi. Để anh em mình mà cứ gắn cu ly cho nó thì chịu lực tốt hơn. Đây một cái chỗ thang nó mòn, cái chỗ thang mòn ít hơn. Chắc cái này chắc không phải chuẩn bị thay chỗ thang. Nó thiết kế mình có thể thay được chỗ thang ha. Chưa có dấu hiệu vò.